Chào cả nhà. Đẹp không? Đó. Đây đang ở Đồng Tháp. À. Đây 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 đây. Ôi. Vườn đẹp quá, quay lại. Đây là vườn của anh Hải ở Tháp 10. Rồi có bông luôn rồi nè. Đây xịt thu mít ha anh Hải. Phải rồi. Đây cái nhà lớn không? Nhìn tiền đã không? À, thầy với Nghi đang Tháp 10 Đồng Tháp. Đang qua tiến hành khảo sát cái vườn của anh Hải để chuẩn bị làm bông, làm trái sâm vụ nha. Đó, đây là cây sầu riêng mỏng thon. Nghe nha. Ôi trời ơi. Ô, còn trái sầu riêng rồi. Sợ quá trời. Tuyệt rồi, quá trời bơi rồi. Bơi chiều quá trời rồi. Đó. Thì cái này lấy một cơ nữa, bắt đầu mình hiện tại là đầu tháng 7 rồi, thì cái cơ này là nó già 2 tháng nữa là ngay chăng đầu tháng 9 thì giữa tháng cuối tháng 8 là mình nó chế nha đại bạc, thì nó sẽ ra, nó ra bông ngay giữa tháng 9 và cuối tháng 9 đầu tháng 10, thì lúc đó thời điểm đó là ngay chăng cái thời điểm mà sớm vụ. Cái cơ này hơi yếu ha. Nè, cái con rầy. Rồi con rầy nè, này nó bay bay nè. Nó chích mềm mềm lủng lỗ nè. Xe rảnh nó trang rồi. Cái này nó mình dọn sạch hết này hết. Ha. Cái này tàn ok rồi. Bấm đầu gành dược luôn rồi, ngon lành ha. Đó. Đây, cái nhà thấy